Nửa đầu năm 2024, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do vướng mắc ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng và vướng mắc trong thủ tục đầu tư. Năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư công toàn tỉnh hơn 20.600 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ hơn 19.600 tỷ đồng, đạt 95,19% tổng nguồn vốn. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư công mới giải ngân đạt 24,81% so với kế hoạch đã giao. Tỉnh khởi công được 7 trong tổng số 24 dự án dự kiến khởi công trong năm 2024. Nguyên nhân việc chậm giải ngân vốn đầu tư công được Sở Kế hoạch Đầu tư chỉ ra là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Từ nay đến cuối năm, ngoài chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, thủ tục các dự án, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bố trí tái định cư, các sở ngành địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong thu hồi đất.